Xe đạp Hùng Hằng xe bãi lướt xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ. Xe đạp Hùng Hằng xe bãi lướt nhà em hôm nay lại về được 4 thùng xe Nhật nha. Và một số cái đồ phụ kiện đây này các bác này, 2 thùng phụ kiện này, 3 thùng phụ kiện này. Em sẽ quay khui thùng xe trước, sau đấy em sẽ quay khui phụ kiện nhé. Phụ kiện hôm nay nhiều thứ lắm các bác ạ. Là báo về nhiều thứ lắm mà em giờ em cũng chưa biết đó là những thứ gì. Các bác quan tâm thì cứ theo dõi nhé. Em quay khui thùng xe xong em sẽ quay phụ kiện. Này, trước tiên em quay khui thùng xe. Con này nhìn là thấy vành Montager rồi các bạn. Vành Montager lốp Continental 5000, con lốp này đẹp này. Lốp này đẹp lắm nha các bác nha. Lốp này đẹp gần như mới luôn này. Vành bánh căm lan đẹp này, căm lan đẹp, vành Montager này, vành này là bạc đạn cuối lỗ rồi. Made in Germany, lốp như gần như mới. Vành bánh căm lan rất là đẹp nhé. Bạc đạn cuối lỗ nha các bác nha, vành Montager. Này các bác nhìn này, ui dồi ôi, líp này, xe líp đẹp như mới này, con này chắc chắn nó con chết rồi, phanh đĩa dầu các bác nhé, vành bánh cam lan lốp lát như mới. Con ti lên tổ 5000, bạc đạn cối lỗ. À con này là con check em Honda rồi các bác ơi, check em Honda SL5 rồi. Dây đi âm từ cổ rồi. Con này check này là đời cao rồi. Đời này của nó chắc là đời 2020. Cái này là 2021 hay sao ấy nhỉ? Anh xem. Màu xanh này. Màu này rất là đẹp. Nhà em bán khá nhiều cái xe này. Xe đẹp nha các bác nha. Ui, leng keng. Nước sơn bóng lộng này. Con này size nhỏ rồi. Xe rất là đẹp. Vừa quay vành bánh căm lan lốp lát như mới này. Xe này nước sơn này. Ui, như mới này. Sơn bóng lộng này, giò đĩa này. Con này là 105R7000. 7020. Thanh đĩa dầu là 7020. Đây vết bẩn. Xe đẹp mới leng keng. Mới lắm các bạn. Mặt này em nhìn từ nãy giờ chưa thấy một vết muỗi đốt nào luôn này. Xe leng keng xà beng. Con này thì là siêu lướt nha các bác nhé. Đây. Nước sơn bóng lộng. Đây cùi đề đây có đúng tí tị tí tây này này các bạn này. Đúng là như là lốt mới đốt tí tị tí tây này 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 này. Này giò đĩa này. Ôi mới lắm các bạn ạ. Mới leng keng. Xem tay phanh tay đề xem có vết xước không. Xe này size nhỏ. Đo đến mặt dòng ngang của 38 thôi các bạn. 48 rưỡi. Ủa đây là các bác đang tìm. Đang tìm size nhỏ này, em nói với các bác nghe, tìm nhớ cái size mà
trên mét 6 ấy, rất là xe rất là nhiều, nhưng mà cái size mà dưới mét 6 á, thì là hơi bị hiếm đây nha các bác nhỉ. Bác nào mà có chiều cao phù hợp mà kinh tế phù hợp con xe này thì chốt ngay cho em nha. Xe này chắc là đời của nó, để xem là đời 2021 đây nè. Check em Honda SL5 nha. Dây đi âm từ cổ đi xuống các bác nhé. Kia còn cái hộp kia lại kìa anh. Này Yên này. Như mới luôn này các bác ơi. Này. Như mới luôn. Này. Con này là con siêu lướt này. Con này nói chung là không phải bàn về độ mới này. Anh xem cái tay phanh tay đề có chảy xước thế nào. Này. Tay phanh tay đề cũng số ơi, mới tét gần đẹp nha các bác nhé. Không một vết mũi đốt luôn này, mới cáu cạnh. Tét đèn đẹp. Đây này nó còn có cả cái đồng hồ của Bonsager. Chắc là cái này hết pin rồi, cái này thay pin thì chắc là vẫn hoạt động. Đồng hồ công tơ mét của Bonsager này. Thua mỗi cái thùng nha các bác nhé. Đây đời 2021 đây này các bác này. Đây con này đời 2021. Từ mét 55 trở lên nha các bác nhé. Đây là dây đi âm từ cổ đây này các bác này. Con xe đời này dây đi âm từ cổ xe, thua mỗi con xe mới mỗi cái thùng đấy nhá. Chưa một vết mũi đốt. Bác nào mà có chiều cao phù hợp, kinh tế phù hợp thì chốt ngay cái con này cho em nha. Cái size nhỏ như này nó rất là khó kiếm các bác ạ. Các bác cứ từ trên mét 6 thì xe thì rất là ok, rất là dễ kiếm, nhưng mà các bác cứ dưới mét 6 thì khó. Con chắc là con xe này là mới thua xe mới mỗi cái thùng thôi các bác ạ. Còn nó có mức giá khoảng nói chung là em giá thì em lúc này em cũng chưa báo được giá chính xác vì nó cũng chưa có giá về, nhưng nó khoảng độ trên 46 triệu nha các bác nhé. Trên 46 triệu một chút đấy. Con này lại tiếp tục một con em Honda SL5 này bác này, cũng giống con kia đời 2021 này. Kia con kia nhà em vừa khanh ra kia kìa. Đây con này đây, cũng em Honda SL5 đời 2021 giống con kia. Cái dòng này đời này của nó thì là phanh đĩa dầu 7020 phanh đĩa dầu nhé. Con này là lốp Bonsiager, con kia là lốp Continental 5000, con này lốp Bonsiager các bạn. Này, ui dồi ôi, vành bánh cam nan nốt lát cũng như mới luôn đây này, các bác nhìn này. Này, lốp như mới thật này. Lốp như mới nha các bác nhà, này, đĩa này. Vẫn còn cả tem này, tem cảnh báo này. Yên này. Con Yên của con kia anh cho vào chưa nhỉ? Này, Yên. Như mới. Đây, clip điếc cũng thế nhỉ. Hai con xe cùng đời, cùng màu luôn các bạn. Cùng màu luôn, khác mỗi cái cặp lốp này. Con kia là lốp Continental 5000 này. Con này là lốp Bonsiager. Con này size to hơn size con kia. Cùng màu luôn nha các bác nhé. Thì về hai con xe. Đây con này mới khui cặp bánh ra thì cũng như mới thôi. Vành bánh căm lan này như mới. Lốp lát. Cùng màu luôn đây này các bác này. Đấy, cùng màu luôn. Size to hơn, nhìn là biết size con này to hơn. Không biết thằng kia là biết cái quần áo à,
hai con cùng màu cùng đời, đều đẹp như mới này. Đây em ra đây em quay. Con này size to hơn con kia là cứ 1m55 đổ lên đi là đẹp. Rất là đẹp nha các bác nha. Rất bẩn. Bác mua xe này bỏ số tiền thì ra lửa mỡ, nhưng mà xe thì gần như là mới. Đúng thật, với cái mức giá này, con xe này ở trên hãng nha, nó vẫn đang bán với cái mức giá là các cửa hàng chính hãng của Trách ở nước ngoài nó vẫn đang bán với cái mức giá là trên 80 triệu các bác nhé. Đã chưa có tiền order về Việt Nam đâu các bác nhỉ, là tiền tại cửa hàng là hơn 80 triệu đấy, đổi ra tiền Việt là hơn 80 triệu đấy. Lại còn mất mấy triệu về Việt Nam các bác nhỉ. À, mà đây về xe về tay các bác như con kia em mới báo là khoảng đúng. Đây, hai con đều mới leng keng xà beng, chưa một vết xước. Này ui tay đề này. mới đét đèn đẹt ra. Đây cái chỗ này nó có một tí đấy, đây một tí tẹo tẹo teo nhưng không đáng kể nha các bác nha. Nó chỉ là lốt con mới nốt thôi. Xem cùi đề nhé. Đây này cùi đề này, đây này các bác này nhìn này cùi đề này, chưa có một vết mũi đốt nào luôn này, nhìn này đĩa này. Ui, sao lại mới thế này, đĩa kinh, răng đĩa này. Xe gần như là xe mới thế này. Anh đo thử thông số con này đi, sai con này là to hơn sai con kia, không một vết xước luôn. Bảy không hai không phanh đĩa dầu các bác nhỉ. Từ mặt dòng ngang đến tâm BB là 45. À, dòng ngang em đo tâm là khoảng 51 nhé, từ mét 62, từ mét 62, 63 trở lên đến mét 73 trở lại đi là đẹp các bác nhé. Hai con đều đẹp giống nhau, y đúc đều đẹp, đều xe đều như mới cả, mỗi tội là một con xe to, một con xe nhỏ, may mà nó về hai size. Con xe to, con xe nhỏ. Hai con này đều có tầm giá như nhau các bác nhỉ. Em chưa báo được chính xác chuẩn 100% đâu, nhưng mà nó khoảng là giá 46 triệu. Con xe này gần như mới này. Đấy như vừa nãy em nói đấy, là hiện nay là ở các cửa hàng chính hãng của Trách ở nước ngoài nó vẫn đang bán là cái mức giá là trên 80 triệu, mà là bán tại cửa hàng các bác nha. Nếu như các bác order thì còn tiền vận chuyển về đến Việt Nam mất vài triệu nữa cơ. Nhưng mà đây như con xe này nó không khác gì con xe mới, nó chỉ thua còn mỗi cái thùng thì là một con xe mới thôi. Nhưng mà các bác chỉ mua về cái mức giá là nó có hơn 46 triệu thì nó còn rẻ được. Nói chung là chỉ phải bỏ ra 60%, khoảng 60% số tiền nhé, mà được một con xe không khác gì xe mới các bác ạ. Rẻ các bác, rẻ đi được 46 triệu này, mà cái kia là hơn 80 triệu. Em cứ gọi là các bác rẻ được gần 40 triệu rồi đấy. Kể rẻ được gần 40 triệu con xe. Ôi bố, sao con xe này này các bác này, nó vẫn còn nguyên cả tem mác ở trên van này các bác này. Này nguyên tem mác ở trên van này. Này lốp thì mới nguyên, lốp thì mới nguyên luôn này, không phải là như mới mà là lốp thì mới nguyên này này. Các cái ta lông này bác nhìn này. Ta lông sống giữa này. Con lốp này thì không phải là như mới rồi, mà con lốp này là con lốp chưa có sử dụng 100% này này các bác này. Đây nha. Đây để em xem nó là xe gì. Con này cũng là con Trách rồi, Domale rồi các bác ơi. Con Trách này màu đen sơn bóng. Ủi con này. Này vành cũng là vành Bonchager, vành nhôm Bonchager này. Lốp cũng là lốp Bonchager. Dòng cao cấp đắt hơn đấy.
bác phải nhớ đô đa mê ren. Thường thì nó sẽ đô đô ma lê thường là dây là âm ở phía sau này này. Đô ma lê này nó chênh mất vài triệu đấy. Cái đô ma lê, con đô ma lê đời này này nó đi âm ở phía trên cổ này này. Là nó sẽ đắt hơn cái con đô ma lê thường mà âm ở dưa dây ở phía sau này là nhiều đấy nha các bác nhé. Vài triệu đấy không phải là ít đâu ạ. Đời này nó là đời cao hơn. Mới. Con xe này đúng thật như mới. Đây lốp này là lốp 100% chưa sử dụng luôn này. Chứ không phải là lốp hai con kia là em bảo là như mới, nhưng lốp con này đúng là lốp mới thật. À, em nhớ. Mua nhiều không nhớ. Con xe này có khi là hôm ấy mua cửa hàng sale giá. Mấy con hai con màu đen. Con này mua sau này về trước. Đây con này mua cửa hàng sale giá các bác nhà sai, nhà sản xuất là sai 52. Này, đĩa này. Nói chung là con xe này là xe mua xeo giá cửa hàng rồi các bác ạ. À. Đây cái chứng chỉ UC của nó này. Đẹp lắm. Con xe mà chưa sử dụng thì đi thử đi trong cửa hàng thì khoảng nghĩ là chất lượng. Ủa con này đẹp lắm. Này đẹp. Làm kinh. Đây bô tăng của nó cũng đẹp. Hôm nay về ba con check liền xe đều khỏi phải nghĩ. Như các cái con xe như này nha các bác nha, chỉ cần 1-2 vết xước thôi à, nó sẽ bị mất giá rất là nhiều luôn nha các bác nha. Ôi xe như đây xe mới này, leng keng này các bác này. Con xe này là xe mới. Nhất L5 tay năm. Tem. Con xe này nó có cả hộp đựng đồ. Doman SL5. Đây con xe này nó có hộp đựng đồ này các bác này. Cái dòng Doman này nó có giảm chấn cọc yên này. Nó giảm chấn cọc yên này. Đây đời này nó là đời mới đấy, để xem em đời bao nhiêu, 2020 mấy. Đấy Doman này, hộp đồ này giảm chấn cọc yên này. Đẹp lắm, ôi con xe này. Thì đây, các bác nhìn răng đĩa thì các bác biết. Con này, xe này là xe nhà em mua trưng bày rồi các bác ạ. À. Đây này, chưa đi một tí nào luôn, răng đĩa còn đen nháy nha. Xe này xe mới đét nguyên nha. Xe này là xe mới đét nguyên nha các bác nha. Đây này, cứ nhìn răng đĩa đi. Em đã bảo nhìn cái lốp, em bảo là lốp này là lốp chưa có sử dụng. Đây, líp đây, líp chưa có sử dụng. Đây, mới nguyên đây. Con này là con check Doman SL5, cái dòng là dòng Gen 3 nhé, đời 2022 này các bạn đấy, đời 2022 nhé. Cái Doman này mà đời 2020-2021 thì dây nó đi ở phía, nó cũng đi âm từ trên xuống nhưng mà nó đi ở phía cổ đằng sau này này. À, còn đâu cái dòng Gen này này thì là nó đi âm từ phía trước này, đời 2022 nhé. Con xe mới đét nha, xe này là xe em mua sale giá cửa hàng các bác nha. Ủa con xe này thì khỏi phải nghĩ. Con này các bác mua mới 8 mấy triệu đấy, không rẻ đâu. Con này em để nếu các bác nào tốt thì em để dưới 50 triệu. Dưới 50 triệu một chút xíu này. Xe mới ở các shop ở bên shop ở bên Nhật là ở nước ngoài người ta đang bán là hơn 80 nha, chưa có vận chuyển về Việt Nam. Đây các bác về tay thì dưới 50 triệu. Xe mới đét nha các bác nha. Đây nhà em sẽ đo size nha các bác nhỉ. Con xe này là xe mới nha, em mua trưng bày nha, xe chưa có sử dụng đâu. 50 các bác. Size bé, dòng ngang là 50. Chưa được 50 phải không? 455. Dòng đứng là 45.5 nha. Cái cọc yên thì nó ở đây luôn. Vâng. Khác cái dòng là em Honda kia. Đây cọc yên. Thấp con này chỉ mét tầm khoảng
Con này là mét 58 trở lên đi là ok nha các bác nhé. Nói chung là mét 58 đã đi ok rồi. Mét 58 trở lên. Con xe mới nha. Xe nhà em mua xeo giá cửa hàng nha. Dưới 50 triệu. Dưới 50 triệu nha các bác nhé. Dưới 50 triệu xíu xíu. Này xe xe. Dưới 50 triệu thì là các bác mua được rẻ được hơn 30, gần 40 triệu so với xe mới. Con xe này nó là xe mới các bác nhé. Con xe này nó là xe mới. Check Doman Gen 3 đời 2022 mới cứng cựa. Con này là con Scott các bạn. Scott 105,56, 2 đĩa 10 lít. Con này là xe bình dân. Từ cao cấp cho đến bình dân để phục vụ các bác có cái tài chính khác nhau các bác nhé. Bạc đạn rồi, vành này cũng là vành cái căm này là nó bẩn như này, nó mốc rồi các bạn. Cái này vệ sinh đi là nó lại đen. Hôm nay chả có con nào các bạn. Thế là nó lại đẩy trang khác đến mãi tối mới vào nhận hàng cho em. Đây lốp Victoria này các bạn này, lốp này còn ngon còn đẹp nha. Vành này là vành Mavic rồi nhưng mà tem nó bị mờ đây, chữ Casium đây này nó bị mờ đây này các bác này. Chạy bạc đạn rồi. Cọc yên carbon rồi các bác ơi, này cọc yên carbon này. Khung sườn carbon, cọc yên carbon này. Yên cũng của chính hãng của Scott này. Này yên chính hãng của Scott nha. Yên thì vẫn còn đẹp nha các bác nhé. Yên xung quanh không bị chảy xước sờn rách gì đâu. Có cái là nó chỉ hơi bị mờ cái màu đen này này do người ta ngồi trong quá trình sử dụng ấy. Con yên này ngồi rất là thoải mái này, yên này nó dài yên. Cọc yên carbon. Ui, con này carbon, dòng carbon lộ vân các bạn. Này carbon lộ vân, nó vân của nó là vân kẻ caro to đây này, nó rất là giống với lại cả những cái dòng carbon mà của bọn Bilacelo với lại cả cái gì nhỉ? Colago của Ý là nó hay dùng nhé. Này cái dòng carbon này nó nổi vân này. Con này đẹp lắm, nó nổi vân carbon này các bác nhìn này, nước sơn cực kỳ bóng luôn này. Scott thương hiệu của cái này là thương hiệu của Mỹ à? Thụy Sĩ các bạn, thương hiệu của Thụy Sĩ. Scott nha. Thương hiệu đình đám đấy các bạn. Scott thì quá nổi tiếng. 105,56 màu trắng bạc. Ủa ôi nhìn này, tay phanh tay đề này. Ôi không tì vết luôn. Ôi cái màu trắng bạc này sao mà nó đẹp thế này nhỉ. Này mặt lạ mặt biếc này, không có một vết muỗi đốt luôn này. Ôi tay phanh tay đề đẹp. Đây này, trên cái mặt lạ này này nó có đúng một tí tẹo 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 là như cái đầu tăm này các bạn này. Đây là cái giấy này, không phải xước đâu, giấy. Đây là giấy. Em vệ sinh đi là hết, con xe này chưa biết xước. Cái giấy đấy nha các bác nhé, đây là giấy này nó dính vào này. Đấy, nhà em cạnh ở ra, không phải vết xước mà là giấy. Đây là giấy. Này, carbon nổi vân này, kẻ caro này cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây nhá, mặt vành bên này, mặt cung. Đây là vết bẩn. Này, kẻ caro. Nói chung là cái nước sơn bóng này của nó cực kỳ khó xước nha các bác nhé. Đây là cái giấy này, nhà em đang cạnh. Nó dính vào. Xe rất là đẹp. Các bác xem mặt này nhá. Này, giò đĩa Shimano này. 105 màu trắng bạc này. Ngàm phanh này, rất
rất là đẹp nha các bác. 105.6 các bác ạ. À, màu trắng bạc nhé, để tay phanh tay để như mới. Vành Mavic cối lỗ bạc đạn, căm là căm dẹp. Ngang 51 là mốt. Ngang là đo tâm tâm là 51. Con này từ mét 65 đổ lên các bạn, đi là đẹp. Dòng ngang có 51 rồi nhưng mà dòng đứng nó cao. Dòng đứng thì hơi cao, dòng đứng nó đo từ tâm của BB đến mặt dòng ngang nó là 47. Đo đến khóa chốt yên nó là 51. Thế nên là cứ các bác cứ từ mét 65 đổ lên. Chạy Mavic bạc đạn các bác nhỉ. Con này chính ra con này rất là đẹp đây này các bác này. Cái nước sơn độ bóng của cái dòng này rất là bền luôn này. Vân carbon nổi màu kẻ caro cực kỳ đẹp. Cái vân carbon này nó là cái dòng vân carbon mà nghĩa cái con xe của Italia nó rất là hay dùng. Ôi giời ơi các bác ơi, 18.500.000 con này mà các bác không chốt thì các bác còn chốt con nào? Chưa một vết muỗi đốt nào luôn, không, nó có xước ở cái chỗ mà cái phần cùi đề phía sau này, một tí xíu. Còn khung thì là chưa xước. Vâng, cùi đề phía sau là đây đây để xước răm này, xước răm một tí xíu này. 65 trở lên nhé. Với lại cả cái phần tay đề đây, nó có đúng một lốt nữa muỗi đốt đây 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 đây, đây các bác nhìn, đây 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 đây. 18.500.000. 18.500.000 nha, một con xe đã qua sử dụng mà độ mới nó còn như thế này, với cái mức giá này mà không chốt thì em nghĩ là không còn con nào để có thể chốt được nữa. Khung sườn carbon, cọc yên carbon, cờ đúp là 105.5006, 2 đĩa 10 lít. Quá là đẹp luôn. 18.500.000. Đây con sờ cốt. Cọc yên carbon. Đây em quay kéo lui vào, đang mưa các bạn. Để em khui thùng ít phụ kiện nha. Hôm nay phụ kiện nhà em nhiều thứ lắm. À, bác nào mà có nhu cầu phụ kiện như là mũ bảo hiểm ấy, thì bơm biếc thì cứ alo em nha. Nhà em nhiều phụ kiện lắm. Đây hôm nay về tiện thì em quay khui thùng, nhiều hôm phụ kiện về em chẳng quay khui thùng đâu các bạn ạ. Bơm mũ bảo hiểm rất nhiều thứ mà video là dài em cũng không quay hết đi, tại vì là quay lên video là không tải được. Đây anh ấy cho lui vào đây cho là đỡ mưa. Đây anh ngồi sang bên này nó đỡ mưa vào người anh ấy. Đây, khui thùng phụ kiện này này các bác. Đầu tiên là một con yên. Đây yên này. Đây. Đây yên mua cửa hàng sale giá này mới đét này. Ô, con yên này cũng rất là êm này các bạn này. Yên này mới đét đẹp đẹp này. Yên này là yên DDK, con này là yên này là yên của Đài Loan này. DDK thương hiệu của Đài Loan đây, con này nha, yên này nha các bác. Nào mà đi xe rốt ấy mà thích ngồi êm này, hoặc là xe MTB, xe tu linh đều lắp được hết nha, đều phù hợp nha. 800 mới đét đèn đèn đây này, còn nguyên này. DDK đó là yên của Made in Taiwan này này các bác này, đây đây đây, handmade in Taiwan, 800 mới nguyên, chưa bóc tem. Túi treo cọc yên tốt bích các bác ơi. Túi treo cọc yên tốt bích. À, con yên là mã số 1 nha. Yên mã số 1, 800. Đây anh đi giúp em. Thôi thôi để em đi cho anh xem là cái gì đi. Mã số 1 này, 800. Con túi treo cọc yên tốt bích nha. Này.
Có bích rất là xịn sò chắc chắn nha. 200. Những các cái đơn hàng mà trên 500 ấy thì là em sẽ bao ship nha. Những các cái đơn hàng mà dưới 500 thì các bác thông cảm nhé, tại vì không bao ship được. Bao ship nhiều khi bọn em còn lỗ vốn. Dưới 500 thì các bác thông cảm nhé, là các bác giả tiền ship giúp em nhé. Đây, em đang lấy cái băng dính mà khó quá. Đây cái túi tốt bích nha, mã số 2 nha các bác nha. 200. Mã số 2. Mã số 2, 200. Ô, con túi này đẹp lắm. Con túi này ôi, rất là chắc chắn đấy. Túi này là túi treo ở đâu ấy nhỉ? Đấy. Con túi này là túi treo Cộng Yên mới cứng nha. Đây, hai khóa dây treo Cộng Yên này. Túi này có thể treo ở sườn, có thể treo ở Cộng Yên đều được. Vì nó có hai khóa dây đây, nó còn nguyên tăng mát đây. Túi mới cứng nha các bác nhé. Con túi này rất là to, đựng được nhiều thứ lắm các bác ạ. Nó lại còn có hai ngăn hay sao đây này, đúng rồi, hai ngăn. Một ngăn. Đây em sẽ dở ra. Màu đẹp. À không phải hai ngăn mà là hai khóa thôi các bạn. Đây hai khóa. Túi này à 600 nha các bác nha. Túi này 600 nha, rất là đẹp, mới kính cứng nha, mới veng veng này này, vẫn còn mát của nó đây này. 600, treo được cả Cộng Yên, treo được cả sườn nhé. Nói chung là con túi này thì có thể sử dụng rất là linh động. Mã số 3, 600. Đây nha các bác nha, mã số 3, 600. Đây nhét em ở đây đi. Hộp tun Victoria. Hộp tun Victoria các bác nha. À đây còn một con túi nữa này. Đây con túi này là túi treo Cọc Yên này các bác này. Đây con túi này 300. Và rơi là bị bung mất cái tem rồi, nhưng mà túi này vẫn còn ngon nha, sử dụng tốt nha, khóa kiếp vẫn còn dùng rất là tốt. 300 ngàn nha, treo Cộng Yên nha con túi này. 300. Mã số 4. Đây cho hội em này. Mã số 4, 300. Đây là cái hộp tun của Victoria này. Bác ơi, hộp tun này thì đây mã số 4 nha, 300 nha. Cái hộp tun này thì nó có bị sờn rồi nhá. Thôi cái này em lấy 100 thôi, vẫn sử dụng tốt nha. Nó chỉ sờn cái lớp da ở phía bên ngoài thôi này. Còn đâu khóa kiếp của nó vẫn ngon lành này. Này vẫn còn sử dụng tốt nha. Nó chỉ sờn cái lớp da này thôi. Nếu mà cái hộp tun này mà mua mới, mua xịn của nó là tiền triệu đấy các bác ạ. Em lấy 100 nha. Nhớ lưu ý hộ em là đơn hàng từ 500 trở lên thì em sẽ bao ship các bác nha. Còn đâu đơn hàng mà dưới 500 thì các bác phiền các bác thanh toán tiền ship giúp em nha. Mã số 5, 100. Em bán phụ kiện này, em bán chuẩn giá, em không bớt nha các bác nha. Đây yên này, ủa con yên này rất là xịn sò này. Cái phần này của nó là nó bằng cái chất liệu vải gì ấy, nó không bằng da. Đây con yên này đều... Này chữ này là chữ thêu nhé. Con yên này bao tiền? Con này 500, hai con này 500. Đây con yên này 500 nha. Mã số
Con này, con yên này là mã số 6 đấy, con yên màu đen này này có chữ thêu này là mã số 6 các bác nha, 500 nha, xung quanh này không hề bị chảy xước sờn rách gì đâu nha các bác nha. Mã số 6, đây này nói con chữ thêu bản hoa này 500. Các bác nha. À đây lại vẫn còn cái hộp tun này. Đây thôi lốt ba con yên đi xong rồi đến hộp tun. Con yên màu lâu cũng 500 các bác nhé. Đây yên màu lâu đây. Đây. Cũng 500. Có đo qua đi xem là nó dài rộng như nào. Yên màu lâu này. Mã số 7. 500. Các bác nào đang đi xe dài yên con nghe con đen mã số 6 ấy 500 là 275 là chiều rộng của nó là 14 13 13,7 rộng là 13,7 dài là 27,5 đây con yên lâu này 500 nhỉ. Con này cũng thế các bác ạ, nói chung là nó cũng thế 27,5 về một chiều là 27,5 một chiều là 13,5 đấy khoảng đấy 500. Một con này lắp vào xe xe tu linh này 200. Con này là mã số 8 200. Cái hộp tun này của mốt các bác ạ. Cái hộp tun này có 200. Cái hộp tun của mốt này các bác này. Rất là xịn sò này, có 200 này. Con này là mã số 9 ý. Hộp tun này mã số 9, 200. Đây, đây em cho các bác xem đây hộp tun này. Tun của mốt này. Của Ý này. Chính hãng của Bila Zelo này. 200. Đây, phút tăng này em lấy đồng giá 500. Ừ, hôm nay về rất nhiều phút tăng. Phút tăng này là phút tăng MTB à? Hay là phút tăng của bọn nào đấy? Đây là MTB. Đây là to như này là chắc là MTB. Con này là dùng cho carrot. Con này là MTB. Tóm lại là 5 cái là MTB. Đây là một cái con phút tăng của rốt này này. À FSA này này 500 này. Đây là con này của rốt FSA 500, anh đo thử đi xem là thông số. Có tăng phải đo thông số để báo các bác. Hãy đo từ giữa cái này. 9 phân. Đây con này FSA nha, của rốt lắp vào xe rốt nha, xe tay cong ấy các bác ạ, là 9 phân rưỡi nha. Đây 9 phân rưỡi đây. Ô, con này nó lại không nó không có ốc. Thiếu ốc em bù ốc. Đây. 9 phân rưỡi nha, 500. Anh bỏ hết nữa cái túi MTB ra cho em không đo đi thì là báo thì là các bác phải biết được. 500. Mã số 10 nhá. Đây còn cốt mới cứng này. Đây con này. Con này là 9. Mã số 10. Em bô tăng này đồng giá 500 nhưng mà em chỉ có khác mã. À không. Đây phốt này cũng là phốt của xe gì đây? Xe này là xe touring địa hình. Xe địa hình 300. Đồng giá 300. Xe địa hình vì xe tô linh là đồng giá 300 này. Có 5 cái này, 6 5 cái là đồng giá 300. 5 cái đồng giá 300. À, các bác quan tâm thì thôi cứ để cứ hỏi là cái bô tăng tô linh, bô tăng địa hình cái loại đồng giá 300 ấy thì em sẽ đo thông số gửi hình ảnh sau nhé các bác nhé, tại vì sợ video nó dài, nó chỉ có 300 này, đồng giá 300. Đây là cái này là địa hình của Ben Solai đây này, là của các cái hãng gì đây này. Đây con này rất là ngắn này, ôi con này là con khó kiếm này.
300. Đây các em có củ đề của Đu đây này, nhưng nó thiếu mỗi cái bánh răng. Đây cùi đề Đu đây không có bánh răng. Đu đây này, màu này là Đu đây 9.100 à? Màu này nó là đây 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 để xem này, để xem này. Đây, đây này. Nó còn có cả mã check code QR này, mỗi tội là mắt mình. Đúng rồi, 9150. Durai 9150 là điện, Durai điện này này các bác này. Không có bánh răng, thiếu bánh răng. Đây. 500 các bác nhỉ, đây 9150 này này, nó vẫn còn có cả mã check code đây này này. Đây. Mã check code ra ban 9150. 9150 là điện rồi. 500.000 đúng không? Các cái bô tăng của Tu Linh Địa Hình là mã số 11 là đồng giá là 300. Còn đâu cái này là mã số là 12. Thiếu bánh răng 12 500 anh ghi em ạ, mã 12. Ba cái bơm thì bán sâu luôn 500.000 ba cả. Cái bơm này thì em cũng đi hơi như hai cái kia. Rất là phía dưới. Hai cái này thì hơi khỏe lắm. Đấy. Đấy, ba cái này bác nào chốt thì em lấy 500. Hạ cái này này, nhà em bảo là nhà em bơm này thấy nó không có hơi này. Không biết là hay là nó dùng như nào, hay là phải cắm vào van này là mới có hơi thì không biết. Nhưng mà hai cái này thì thấy hơi này. Bơm mili này, ba cái 500. Ba cái bơm này nha, bán cho 500. Là mã số 12, 500, ba cái bơm. Mã số 12 500. Có điểm. Bê đan này các bác ơi, cái này nó có phải là cá không nhỉ? Không. Không phải đi lấy cá, đây bê đan này. Đây bê đan này. Ôi trớn lắm các bác ạ. Ôi dồi, nó mượt, nó ngọt lắm này. Con bê đan này, bê đan nhôm này, nó hơi bị chảy đầu. Bê đan này à, các bác lắp vào xe Tu Linh cũng được, là đi đi bàn đạp thẳng nha các bác nhé. À, xe Tu Linh rồi à, xe Rốt đều được này. Đây à, đi giày thể thao nhé. Mượt lắm, ngọt lắm các bạn. 600.000. Mã số 13 đôi bê đan này nha, 600.000 đây, nó có bị cháy xước ở đây. Đấy. Này, nhưng mà rất là ngọt nha các bạn nhé, 600. Các bạn nhé. Này, anh viết ở đây cho em. Mã số 13. Đây bút đây. Không có về đến mức rồi lại quên hết. 13 600 các bạn này. Bê đan này nhìn rất là lạ, đẹp. Rất là mượt nha các bác nhá. Trớn lắm. Nó trớn kiểu như là ceramic thì trớn lắm ấy. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì em không biết này, là các bác xem đây, cái này là cái gì các bác có xài được không? Các bác nào mà xài được thì lấy thì em để cho nhé. Em chả biết nó là cái gì nhưng mà hai cái này em lấy 200. Hai cái này là 200 là mã số 14. Anh này biết đi. Mã số 14. Đây hai cái này
Em thì em không biết là cái gì đâu. Bao nào xem xài được thì 200 nhé, hai cái. Cọc yên của Silelin. Mười lăm. Cọc yên này là cọc yên của Rốt đúng không? Rốt gì? Đây cọc yên này, quả yên này, Silelin nhé, Sileli 300.000 nha các bạn nhé. Cọc yên này là cọc yên Rốt hay là 300 các bạn nhỉ? Mã số 15 300.000. Này hai cái đĩa này, hai cái đĩa phanh các bạn, hai cái đĩa phanh. Ở đây có một cái đĩa phanh với một cái lá đĩa này. Em đây cái lá đĩa này thì gần như là mới nguyên đây này, nó hơi chảy nhẹ cái sơn đen phía bên ngoài thôi, cái lá đĩa này này các bạn này. Lá đĩa này là lá đĩa 42 răng nha các bạn nhé, đẩy 42 răng. Em bán cả cái đĩa phanh này với lại cả cái lá đĩa này nhé. Đây đĩa phanh này, đĩa phanh này, đĩa phanh này, đĩa phanh này. Cả cái lá đĩa này là 500, cả đĩa phanh cả lá đĩa. Em bán gộp 500, mã số 16. Ui bộ giò đĩa của Brazil Quốc này. Rất là đẹp nha. Mới hơi chảy nhẹ sơn đen phía ngoài thôi các bác nha. Brazil Quốc của Mỹ nha, thương hiệu của Mỹ đấy. Đây có cả ốc hãm đây. Đây có cả BB của nó này. À, xem thông số của con đĩa này là bao nhiêu này. Năm hai ba sáu các bác ạ. Ui dồi ôi, cái đĩa thông số này rất là tuyệt vời này. 5236 này. Đĩa này là đĩa 10 vì 11 đều dùng được này. 10, 11 đều dùng được các bác nhỉ. Đây này. 10 trên 11 SD. Đĩa này là đĩa cả 10, 11 đều dùng được. Đĩa cả đuôi bộ này em bán 1,5 triệu nha. 1,5 triệu nha. Brazil Quốc nha. Thông số 5236 nha. Brazil Quốc của Mỹ này. 5236. Đây là 16, cái đấy là 17. Đây giò đây, có cả ốc hãm đây. Đây cả BB đây. Đĩa thì gần như mới nha các bác nha. Gần như mới này. Gần như mới này. Gần như mới 1,5 triệu nha, mã số 16 nha các bác nha. Ở đâu rồi cái bên giò kia đâu rồi? Đây thì anh cất luôn vào đấy đi. Đây có một đôi ti bật trước sau này. Đây may ơ này. Đây may ơ của nó đây và ti bật của nó đây này. Đây có phải ti bật của nó. Đây là may ơ sau này, cối líp này. May ơ sau và ti bật cối này là cối Shimano, cối bao nhiêu đây? Chưa rõ được, chắc khoảng 10, 11. Nói chung là tóm lại cả cái ti bật cái may ơ này em bán 500. Đôi ti bật với lại cả cái may ơ này, đôi ti bật đây, ti bật trước sau đây. Có một cái xem cái giò đĩa mã 17. Có một cái may ơ sau đây các bác nhá. May ơ sau đây. Cối líp của nó đây vì hai ti bật nhá. May ơ sau này, hai ti bật này, nó không có may ơ trước. Mã số 18 có 500.000đ.